Mi Mi nè. Dạ. Anh sao anh nói đi, anh cứ khúm núm như là làn dâu mới về nhà vậy. Dở quá. Anh nói đừng cười nha. Không phải không có cười anh đâu. Mi, anh có thể nếm thử vị ngọt trên son môi của em được không? Trời ơi, tưởng cái gì mà dễ. Trời ơi, dễ quá. Anh đợi em xíu nha. Bắt đầu nè. Không. Trời ơi. Từng bún này mới chịu bún lụa đó hả? Bún lụa là sao? Bún muộn. Tào lao. Giỏi thật, ghê gớm quá à. Ôi, chị à, em nói thật chứ cái gì mình từ từ mình nói chứ mà đừng có làm căng như vậy. Ừ. Mốt mà hả, chị để lộ ra em kể là hả, mốt không có theo dõi được nữa đâu. Cái gì mà nhẹ nhàng, toàn thân lừa ưa quả tạ thôi à. Trời ơi, nhẹ nhàng không ăn thua. Mà bây giờ có cái cách nào để giải tán cái hội sau 5 giờ này đi? Chị em mình ngồi nghĩ xem, có cách nào không? Thì có cái cách nào ngoài cái cách là mình phải siết chặt dòng dây, siết chặt quản lý, đúng không? Em nghĩ ai mà quản được mấy ông này? Với lại em nghĩ mình quản như vậy nó cũng không có hay đâu chị à. Mình cũng nên lạt mềm buộc chặt chút xíu. Thế bây giờ phải như nào? Việc đầu tiên ý là phải lên Facebook này, Zalo này. Đấy, mấy cái quả đấy là phải chặn hết nick của gái đẹp đi, gái xấu để lại. Hay! Dễ dàng. Còn sao nữa? Không lẽ đơn giản thế thôi à? Không, đơn giản thế thôi thì đã không có chuyện gì để nói. Tiếp theo ấy là phải quản lý về giờ giấc. Đi đâu làm gì gặp ai đấy, là phải liên tục cập nhật về. Thi thoảng đột xuất kiểm tra bằng FaceTime. Hay, công nhận hai nhỏ này ốm ốm nhỏ nhỏ còn một nhân đầu to dễ sợ, suy nghĩ được cái cách hay hay. Bây giờ sao? Thì ai về nhà đấy lo mà kiểm tra chồng chứ sao? Đúng rồi. Thế đấy, về đi. Quên. Nhà tôi đây cơ mà. Tưởng nhà mình. Bà này nữa, bắt về. Bắt tay coi. Chúc bình an vô sự nha. Ừ. Đi, cảm ơn Mimi nhiều. Đi. Em về nha chị.